Rồi, ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi mở skin 3 cho đệ tử nhé. Cũng khá là lâu rồi mình chưa mở skin đúng không? Lâu rồi chưa có cái cảm giác lạ lùng này ấy. Thì hôm nay mình đã mượn một cái nick ở bên server 3 là DZ, Sucker1 DZ DS1. Mình cũng không hiểu cái tên bạn có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Thì đệ tử của bạn ấy là 1.497.000.000. Đó, đấm Dragon và Kamezoko. Thì nếu mà mở ra Thái Dương thì nguyên một bộ skin trái đất rất là mạnh rồi. Hoặc cũng có thể là Kaioken. Ok, đồ của bạn ấy thì găng bạc, giày sức mạnh tiềm năng này. Ở đây là một set sức mạnh tiềm năng đúng không? Ra đây hút máu. Ô, bạn có cải trang Uro này. À, 22 ngày. Cái cải trang này mình chưa được mặc bao giờ đấy. Mà đổi thì nó cũng dễ thôi. Các bạn chỉ cần thu thập mấy cái bùa này là đổi được mà. Ui, nhìn dễ thương đấy. Nó cứ lùn lùn đấy nhở. Ôi, thì có lẽ là mình sẽ đi mở bên lĩnh này nhiệm vụ số 4 đúng không? Ờ, thì mình sẽ mở bên Napa đi. Thì có cả cái trang chữ bắt giới này. À đâu, mình có bản đồ kho báu 12 phút này. Hay là mình qua bên bản đồ kho báu nhỉ? Chắc mình sẽ thử qua bên bản đồ kho báu đi. Đấy, có bản đồ kho báu việc gì phải chạy bộ sang Napa đúng không? Nick này thì nó không có capsule nên là đành phải đi bộ vậy. Và nếu các bạn thấy thích clip của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Còn nếu thấy không hay thì hãy làm cả ba điều đó. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái lúc mà bạn ấy đưa nick cho mình, bạn ấy bảo là mở ra skin gì cũng được, là mình mới mở đó nhá. Có nhiều bạn cứ đưa nick cho mình xong bảo bắt mình phải mở ra Kame hay Thái Dương thì mình chịu. Còn nếu mà các bạn muốn mình mở skin thì các bạn cứ bảo là đưa nick cho mình xong rồi bảo là mở ra skin gì cũng được, cho bạn ấy lên TV là được không? Thì mình thế mình mới mở nha, chứ bắt mình mở ra skin gì mình chịu. Mà không biết bản đồ kho báu có ai không ta? Mình chỉ sợ là nó đi bản đồ 110 xong rồi chả có ai ở đấy thì mình chịu. Nick thì cùi mà, Nick thì có 2 tỷ sức mạnh, còn đệ tử có hơn tỷ. Thế sao mà đi được đúng không? Nhưng mà có đồng đội nó trói cho mình thì mình may là mình còn đi được. Okay, có nguyên cả PT mình dưới này luôn đấy. Mình đang sợ không có ai đấy. Nếu có cả PT đây thì thoải mái. Nào, mở lần này mình mở trong bản đồ kho báu luôn nhá. Thế thì bạn ấy bảo là ra skin gì cũng được. Thế nói xong mình mở hộ thì mình mở ra skin gì cũng được thôi. Thì nếu mà cứ yêu cầu mà bắt mình phải mở ra Kame thì mình chịu. Nếu mà như thế thì mình không mở được đâu. Rồi, ra skin gì đây? 98 rồi. Ơ, nhưng có bùa đúng không? 2 đúng không? 99. Ôi nào, hồi hộp quá các bạn ạ. Gì đấy? Ơ, vẫn chưa lên à? Lâu nhỉ? 97 rồi. Ơ, vẫn 97. Trời ơi, quái đã chết rồi. Ui, ra chói hộ cái nào. Ok. À ừ nhỉ? Siêu quái. No! Đệ tử. Nó chết rồi. Hồi sinh nó lên. Rồi, hợp thể lại. Té. Chắc là vãi cực. Chắc là chúng nó xuống dưới kia đấy. Đó, như này phải hơn không? Mình chỉ còn có 7 phút nữa thôi. Mà căn bản là chỉ còn mấy phát trưởng nữa là nó mở skin 3 rồi. Hồi hộp quá các bạn ạ. Gì đây? Ôi, 1 phút mặc niệm bắt đầu. Mình cứ nghĩ là nó phải ra Thái Dương cơ, anh ngờ ra chiêu này. Thôi khá là buồn này, Khai Xuân mở skin 3. Không biết mình nói kiểu nào cho bạn ấy được nhỉ? Mở ra Kaioken. Thực ra thì bạn ấy bảo mở ra skin gì cũng được thôi, nhưng mà ra Kaioken nó ngại lắm, thề luôn ý. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Để các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.